Chào các bạn ha. Hôm nay mình giới thiệu các bạn món bánh tráng tôm tích. Đây nè, đây là cái bánh tráng tôm tích nè. Đây là lúc nó còn mình này nó phơi hai nắng. Cái đường kính nó khoảng đây. Một cái bánh mà đường kính khoảng 14 cm á. Ở đây là mình bánh tráng tôm tích rồi mình trộn gia vị hành ớt này gừng rồi tỏi ha, được. Đây là miếng còn sống nè, còn đây là miếng đã chiên rồi nè, nó chiên rồi nó teo lại còn chút xíu à, đây nó teo lại còn khoảng 10 cm, có nghĩa là nó to là hết 4 cm rồi, đây còn chút xíu đây nè. Đây là mặt sau nè, mặt trước nè, mình chiên 4 cái ha. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ăn cái món này ha. Tiên là mình cắt cái bánh tráng ra ha, cắt bánh tráng nhỏ ra. Bánh. Sao? Bánh tráng. Bánh tráng tôm tết. Đúng rồi, bánh tráng tôm tết. Cái bánh tráng mình cắt ra nè. Đẹp không? Rồi, ngồi chơi đi, ngồi ghế đi. Mình cắt nhỏ ra ha. Sao? Hả? Bánh trái tôm tích. Tôm tích. Đúng rồi. Đây nét này, thấy chưa? Ăn không biết dài dài. Thơm mùi tôm tích, tỏi. Đây ra mình đã cắt xong ha. Đây miếng bánh tráng này. Đây. Mình sẽ đây, ăn cái này mình phải trộn với cái này mới ngon. Các bạn có thể ăn không với tương ớt. Và các bạn trộn với cái này là đây. Đây củ cải cà rốt, rồi củ cải trắng mình ngâm giấm đường ha. Lấy tương, rồi mình trộn nó với nhau. Này, mình gắp một ít đồ chua mình bỏ vô trong cái tương này, rồi mình chấm. Nước tương. Sao? Rồi nó chơi có pháo của ba nghe chưa? Ăn thử này nè. Ngon. Chua chua. Mình tươi. Mình sẽ gắp một ít đậu chua ha. Mình bỏ lên đây. Rồi. Bánh tráng tôm tích trộn với củ cải chua. Củ cải chua. Củ cải nè. Rồi.
vị chua của củ cải nè, chua chua nè, dai của bánh tráng nè, ngọt, thơm lắm. Đây, có hoặc là các bạn có thể chấm với cái này. Cái món bánh tráng mình thích này á, ở bên Cần Giờ cũng có, nhưng mà bánh tráng cái này mình làm ở dưới Dầm Láng của mình ha. Nhưng đó có cái cảng, nhỏ lắm. Tôm thích này là tôm người ta làm bằng tôm thịt á, không có gạch, cái người ta lấy người ta luộc lên rồi người ta lấy thịt, không phải luộc nữa, người ta xẻ thịt nó ra, xong rồi người ta làm cái bánh tráng, người ta bỏ tôm lên trộn với tỏi, ớt, đường cái gì đó, nói chung là gia vị. Ngon quá. Cái này các bạn có thể bạn bè mà tới nhà đó, mình chế biến đồ ăn nhiều cực khổ á, mình lấy cái này nè chiên lên trộn với đồ chua nhậu ăn ngon lắm, ngon cực kỳ luôn. Mình bán một bịch nó là 10 cái ha. Mình bán 10 một bịch là 10 cái 160.000đ 10 cái. Rồi, các bạn mua về chế biến thử đi ha. Chúc các bạn ngon miệng. Các bạn nhớ like hoặc là subscribe cái kênh YouTube của mình ha, để mình có thể làm cái nhiều video hướng dẫn cách ăn những cái món ở Gò Công cộng đồng các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngon miệng.